Xin chào bà con nhé. Vâng, em vừa về hơn 500 con ba lăng xích này, loại HSC, vâng, thương hiệu Vista nhé. Hàng xích được mạ sáng bóng này, chắc chắn này, xích 5 mét này, tải 1 tấn nhé. Vâng, đây, ba lăng xích đây, hàng xịn sò luôn, bảo hành 1 năm. Em vừa về 500 con, đấy, 500 con hàng VN nhé. Vâng, kho ba lăng xích xịn sò luôn, thương hiệu Vista, bảo hành 1 năm nhá. Tất cả các sản phẩm ba lăng bên em đều được bảo hành 1 năm này. Xích xịn sò kéo dễ dàng luôn nhá. Đấy, hàng VD này, VN này và HSC. Vâng, sẵn số lượng lớn luôn thưa bà con. Đấy, hàng em để rất nhiều hàng cho nên nó kín hết. Mỗi loại 500 con nhé. Bà con ai có nhu cầu về ba lăng xích này, tời quay tay, tời tự khóa này, liên hệ trực tiếp tổng kho Hồng Phúc, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, rất mong được sự quan tâm ủng hộ của quý bà con và quý khách hàng. Ai có nhu cầu về ba lăng xích, tời quay tay, tời tự hãm, liên hệ trực tiếp qua số 0973 143 996. Đây là các loại tời ắc quy nhé, loại 12V. Vâng, tổng kho thiết bị Hồng Phúc, bán lẻ rẻ như bán buôn. Liên hệ 0973 143 996. Xin cảm ơn.